thai u đi nay tôi và anh Hùng định thay cái lưới tàng hình ở đây này, hai cái cột điện đây, còn mấy con chim chim gì nhỉ, mò mà nó dài dài ấy, chim đông ấy, chim sẻ, nó hay vào đấy lắm, chim sẻ à, sẻ đúng. Anh Hùng test, đúng không? Bị tụt tay rồi, không chơi được đâu, đây nạp thun làm chàng gỗ này, luôn đi mà. Đây đại ca đem dụng cụ xuống rồi. Đây cái lưới tàng hình. Tối nay anh em bày chim chim đông. Để mở nhạc nha anh Hùng ạ. Anh em quyết định là đặt cái lưới ở cái ruộng mía đây này, sang bên chỗ cái bờ bên kia, cái eo, đặt ở cái eo. Để lát nữa tôi về lấy cái loa. Phải sạc. Loa dư phải sạc. Hết pin rồi, loa của tôi hết pin rồi. Cái nửa này để dừa đi. Tôi đặt loa ở chỗ bờ đông này là đến thôi, đừng giả. Qua bên đi không khéo hắn này đi vòng vòng này trùng nến đó. Kiểu trong ruộng mía đi ra chứ. Lưới cao nhỉ. Đùa. Bên kia anh Hùng đang cột cái sao cho nó dài ra vì cái sao hơi ngắn đấy. Hơi vướng một chút anh em. Tôi và ông anh thả từ đầu cột điện này này.
sang đến đây rồi. Nhưng mà sang bên này thì hơi vướng một chút. Kiểu cái cây này nó không phải cây nứa vậy. Cái này cái keo rồi nó có cái mắt ấy, cho nên hơi khó. Nó có nhiều gai quá. Đây nha, anh em nhìn thấy cái cọc này. Con lưới tàng hình khá là khó thấy luôn. Lát nữa về lấy cái loa Bluetooth mở ít nhạc lên dù chim. Tối nay xuống xem thành quả thế nào. Mất tài thôi vậy. Làm lán đây. Dính rồi anh em ơi. Dính rồi. Chụp đi. Dính được 3 em. À đủ hụt mất 1 em. Hụt đi rồi à? À đây. Ê bộ bẻ đi vô nhé mày. Đéo đi qua được chỗ này anh em ạ. Con. Cứ để cho coi. Cứ bắn cho kéo bắn đi. Cứ đến đó, quả nếu mình mà kéo lên là được thêm con nữa đó. Đang giăng. Đang gờ lưới. Đang bắt quay. Để em tổng cái sao. Chỉ nhược bài em luôn anh em ạ. Ok. Rồi. Quả nếu mà trồng cái sao lên kịp thì dính thêm con nữa rồi. Thoát mất con. Rồi tôi trùng bạn. Quả đấy không kịp trồng cái sao. Đang phục vụ S. Đang nói anh Vàn trồng cái sao lên. Mình không kịp. Nhổ lông chứ mấy. Đừng có nhổ lông quá. Hình thầy lông hình không đền nữa mà. Ok. Còn 3 con. Quả nếu mà cầm cái sao này lên kịp là dính thêm một con nữa này. Có 5 con bay ngược. Đây. Đó. Thả đó em mướn, thả chân trên đó. Thả chân trên đó. Thêm một con đang xuống kìa. Anh mướn lại thay dây rồi kìa. Đó, cái nữa đúng rồi. Anh em chúng tôi gọi chúng là đang quả nữa mà nói anh Văn kéo kịp quả nữa thì dính rồi. Hắn bay cách lưới có mấy phân. Hắn bay cách lưới có đúng mấy phân luôn. Được lâu. Mồ mới từng đục tầm mìa thế thôi. Rồi. Ồ con nửa bay mất rồi. Cầm xuống đi. Trung thôi anh ơi. Cao quả rồi. Rồi. Cầm cho thằng xuống đi. Anh mừng. Được rồi đó. Rửa thôi. Cái lưới này kiểu nó vướng ấy. Anh em chúng tôi mai mà ta chưa về. Này. Nói xin lỗi anh em chứ đúng như trâu luôn. Đừng gờ lưới mà dầm nát cái hồ đất ấy như trâu luôn. Tôi không kịp bỏ vào cái trồng rung luôn đấy. Được chưa? Được đấy. Rồi, được 3 em rồi. Đấy, anh Hùng nhổ lông cánh đi để nó khỏi bay. Đem về nuôi nhỉ? Cái này đem về nuôi chứ? Nuôi tủ lạnh. Về nuôi vô tủ lạnh, bỏ tủ lạnh nuôi. Rồi, ok. Được không kịp. Phía trên kia vẫn tiếp tục giăng lưới. Tôi và anh Hùng đang đi dạo vòng vòng để đuổi chim cho nó chạy lên á. Chim cút. Rồi lại đi soi với anh Hùng vào của mấy con chim cút ở đây nè. Cút đen kìa.
Lúc chiều thì được 3 con. Đấy, ok chưa? Được 3 con rồi. Tôi và anh Hùng tạm thời đi về. Buổi chiều này được 3 con là ngon rồi. Tạm thời đi về, tôi tiếp tục xuống thăm bẫy. Tôi mang cái loa xuống mời nhạc. Tôi với anh Hùng vừa ăn xong. Hai anh em đang đi vòng vòng một chút để lát nữa quay trở lại thăm cái bẫy lưới tàng hình lúc chiều. Đi. Chiều nay được 3 em rồi. Nói chung là có cơ sở thôi. Đi, mình sang lưới luôn. Không gì nha anh em ạ. Để không rồi. Lưới tàng hình ở trước mặt đây này. Mà không chính. Lúc chiều thì kiểu nó đi ăn đấy nhỉ. Bây giờ kiểu tối rồi nó không giờ đi ăn rồi. Bây giờ nó chưa đến giờ. Bây giờ đến giờ ngủ rồi. Tôi với anh Hùng ngồi mời nhạc một tí. Ôi trời ơi. Một loa thì kích loa xem kiếm có đến không. Bluetooth mount. Tạm thời tắt đèn nhé. Tắt đèn để cho chim nó đến. Anh Hùng mở loa tiếng chim. Thì chim đấy. Loa chét chét à. Chét là đánh cơ chứ. Loài chim. Con này còn hoa hoa nữa. Ừ, con nói đó. Con to. Con tên là con tên mới đúng. Anh Hùng ngồi lên con sến nào. Đấy chứ. Ờ đúng rồi. Tôi với anh Hùng ngồi mời nhạc một lúc nhưng mà không được. Chắc là buổi ban đêm này nó đi ăn nhưng mà kiểu nó không di chuyển đấy. Nó cùng đi ăn nhưng mà nó không bay đúng không? Không bay là mình không. Trời đang ừ. Lúc chiều nó bay đi ăn nhiều hết. Lúc chiều bay dính sương hết. Đi thẳng đồng nghĩa cho khỏi qua đông đỡ ướt nhá. Thôi hẹn anh em sáng mai. Con ếch à? Chuột chứ? Ếch hay chuột? Hẹn anh em sáng mai. Sáng mai, trưa mai quay lại thăm bẫy. Nói chung là ngày mai. Ban ngày thì mới có chứ còn ban đêm không có. Anh Hùng phát hiện con chuột ở trong này. Hay là con ếch thì đấy nhảy tạch 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 tạch. Rồi, đi ok, chân tôi sáng rồi. Thì thôi, lúc chiều được 3 con thế là cũng ngon rồi. Đáng lẽ lúc đấy mà tôi nhắc cái tay lên một chút nhanh nhanh hơn là được 4 em đấy. Mình tùng. Lúc ấy tùng nhâm. Tùng cái chiêng trên này, tùng nhâm cái chiêng bên dưới. Thế là nhắc nó không lên. Ngon, được 6 con. Rồi 6-7 con. Ok, chiều mai quay lại thăm bậy. Kiểu gì nó cũng đi ăn buổi sáng mà. Nó bay lên là dính hết. Buổi sáng phải mới. Mai phải xuống cầm theo cái bi ấy. Đừng cũng hết đó. Đây có bên mồ này đó. Ô, ếch nhiều nhê. Ếch này. Anh nhái. Nhái với cua. Tầm tầm. Khi này gặp mấy con nhái rồi đó. Còn ở cái trang khó có. Tôi với anh Hùng vừa hút con bìm bìm. Con dù này là tiếc nhỉ. Con dù này là mẻ nè. Tỉnh cái ngoài thầy lọt hồ khá văng cái khe gì đó mà. Đây này, bắt cua kiểu hôm nay họ thả nước làm ruộng á. Cua nhiều biết thế. Biết thế đi bắt cua nhỉ. Biết thế đi bắt cua với ông này cho nó vui rồi. Thôi thì lên ao nhân lai sẵn bốn môn rồi. Đây còn xe nữa rồi. Ui.
Mật rồi thôi nó mua. Thôi đi hẹn anh em sáng mai nhá. Sáng mai quay trở lại thăm bấy. Còn bị bịp đây bắn hụt tiếc có. Bịp nhỏ nhỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.